Chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, vụ án tham ô số tiền lớn tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng thời gian qua đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận. Điều tra vụ án, công an dần đưa ra ánh sáng những chiêu trò, mánh khóe rút lõi tài khoản trường học của nữ thủ quỹ cùng các đối tượng liên quan. Mục đích của việc tham ô cũng được cơ quan điều tra phơi bày. Tuy nhiên, đáng chú ý là việc nữ thủ quỹ Đại học Bách khoa Đà Nẵng tham ô một số tiền lớn như vậy, nhưng ngay trước khi bị bắt, người này vẫn trắng tay và lâm vào cảnh nợ nần đến khốn khổ. Tại sao lại có nghịch lý này? Số tiền tham ô gần cả trăm tỷ đồng mà nữ thủ quỹ hộ biến của trường đã đi đâu? Đáp án của những câu hỏi đó sẽ có trong phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Đầu tháng 2 năm 2023, thông tin vụ tham ô lớn tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng khiến dư luận trong nước chấn động. Cụ thể, tối 9 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy, 34 tuổi, chú Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, và Lâm Thị Hồng Tâm, 50 tuổi, chú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, về tội tham mô tài sản. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp phát hiện vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham mô tài sản xảy ra tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng liên quan đến Hoàng Quang Huy, trưởng phòng kế hoạch tài chính, và Lâm Thị Hồng Tâm là thủ quỹ của trường này. Sau khi bắt được hai đối tượng vào tối muộn 9 tháng 2, bước sang ngày 10 tháng 2, công an đã nhanh chóng lấy lời khai của Hoàng Quang Huy và Lâm Thị Hồng Tâm để làm rõ tội tham mô tài sản. Bước đầu, hai người này thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Theo lời khai ban đầu, hai bị can này có mối quan hệ quen biết từ trước. Năm 2014, Lâm Thị Hồng Tâm từ vị trí cán bộ kế toán được Đại học Bách khoa Đà Nẵng bổ nhiệm làm trưởng phòng kế hoạch tài chính. Tới tháng 5 năm 2018, Tâm xin thôi giữ chức trưởng phòng, giới thiệu Huy thay thế và được lãnh đạo trường chấp nhận. Từ tháng 7 năm 2020, Tâm được Huy phân công làm thủ quỹ, có nhiệm vụ giữ tiền mặt, quản lý sổ sách thu chi và quản lý quyển xét ngân hàng. Thời gian này, Tâm thiếu tiền làm ăn, nên nhờ Huy cho vay 500 triệu đồng từ quỹ của trường và được đồng ý. Tuy nhiên, quỹ tiền mặt không đủ, Tâm đề nghị Huy cho rút tiền từ tài khoản của Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Để thực hiện hành vi, nữ thủ quỹ điền thông tin vào quyển sách và đưa Huy ký xác nhận. Sau đó trình cho ông Đoàn Quang Vinh, khi đó là hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và là chủ tài khoản ký duyệt. Sau khi phi vụ thứ nhất thành công, Tâm lại viện cớ cần thêm nhiều tiền để chung vốn làm ăn nên đề nghị vay thêm để lãnh đạo không nghi ngờ, người phụ nữ này nói dối cần tiền mặt để thu chi hàng ngày và đề nghị ông Vinh là hiệu trưởng khi đó ký xét. Mỗi lần trình xét lên lãnh đạo, Tâm và Huy không ghi rõ số tiền rút ra nhưng vẫn được ông Vinh ký duyệt. Có được chữ ký của chủ tài khoản ngân hàng, Tâm nhiều lần rút tiền tỷ để sử dụng cá nhân. Thông tin về vụ việc, lãnh đạo trường Đại học Đà Nẵng cho biết, ngày 3 tháng 2, đơn vị thấy có hiện tượng chậm trả tiền lương cho cán bộ viên chức và tiền học bổng cho sinh viên nên kiểm tra và phát hiện có sai phạm tài chính. Sau đó, lãnh đạo trường đã báo cáo cho Đại học Đà Nẵng, đồng thời đề nghị công an vào cuộc xác minh. Đại học Đà Nẵng đã chỉ đạo trường Đại học Bách khoa là đơn vị thành viên phối hợp với cơ quan điều tra để giải quyết vụ việc, hỗ trợ trường Đại học Bách khoa trả lương, học bổng và các chế độ có liên quan khác cho cán bộ viên chức và sinh viên một cách kịp thời. Rút lõi trăm tỷ nhưng bị lừa trắng tay nữ thủ quỹ đại học bách khoa Đà Nẵng cay đắng bị bắt. Sau khi Lâm Thị Hồng Tâm thừa nhận mình tham ô số tiền khổng lồ từ tài khoản của đại học bách khoa Đà Nẵng, cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh làm rõ vấn đề tiếp theo. Số tiền tham ô lớn đó hiện đang nằm ở đâu? Thật bất ngờ, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, dù tham ô số tiền rất lớn từ quỹ đại học bách khoa Đà Nẵng, nhưng cuối cùng Lâm Thị Hồng Tâm lâm vào cảnh nợ nần, phải bán nhà đi ở thuê. Thậm chí, chỉ vài ngày trước khi bị bắt, Tâm mang tài sản còn lại có giá trị nhất là chiếc ô tô mà người nhà đang chạy Grab để cầm cố lấy tiền. Bằng nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tìm ra được nguyên nhân bất ngờ phía sau. Lâm Thị Hồng Tâm, người dùng thủ đoạn để tham ô, lại bị một người khác đánh lừa lấy đi số tiền không nhỏ. Kết quả điều tra cho thấy, từ đầu năm 2021, Lâm Thị Hồng Tâm có gặp gỡ, cà phê với một người phụ nữ mới quen trên mạng xã hội Người phụ nữ này tên là Phạm Thị Huỳnh Như, 33 tuổi, chú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Trong buổi gặp gỡ, đối tượng Như dẫn theo một người giới thiệu là em họ. Người em họ của Như tự xưng tên Hùng, đang sinh sống và kinh doanh gỗ tự nhiên tại Lào. Tuy nhiên, không phải Hùng là em họ của Như. Theo kết quả điều tra, đối tượng Như trước đây là môi giới bất động sản và nhân viên spa. Thời gian này, Như quen người đàn ông tên Hùng đang làm ăn tại Lào. Sau đó Như lại tình cờ quen biết Tâm là thủ quỹ của Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Thấy Tâm nắm giữ số tiền lớn nên Như đã nảy sinh ý định lừa đảo. Để thực hiện toan tính này, đối tượng Như mua sim giác, lập tài khoản mạng xã hội, lấy tên và hình đại diện là L.T. Hùng và một số tài khoản khác. Tiếp theo đó, Như mạo danh Hùng, thăm hỏi, rủ Tâm góp vốn làm ăn. Về phía Lâm Thị Hồng Tâm, nhận được lời mời kết bạn từ tài khoản Zalo có tên Hùng Trước đó lại được đối tượng như giới thiệu là em họ nên Tâm đã đồng ý kết bạn. Sau đó tài khoản có tên Hùng kia liên tục nhắn tin nói rằng tại Lào đang có một lô gỗ thanh lý, giá 1 tỷ đồng và rủ Tâm góp vốn chia đôi lợi nhuận. Tâm nghe theo, nhờ Hoàng Quang Huy cho mượn 500 triệu đồng từ quỹ của Đại học Bách khoa nhằm giải quyết việc cá nhân, thực chất là để chuyển tiền theo lời mời gọi làm ăn. Chỉ vài ngày sau, tài khoản Zalo tên Hùng kia nhắn tin thông báo đã bán lại lô gỗ với giá 1,2 tỷ đồng, chia lãi cho Tâm 100 triệu đồng. Tâm khi này được hỏi là muốn rút vốn và lãi hay để số tiền đó lại tiếp tục góp chung làm ăn. Thấy việc kiếm tiền dễ dàng, Tâm không yêu cầu rút tiền về mà còn nhiều lần lợi dụng ngân quỹ từ tài khoản của Đại học Bách Khoa Đà Nẵng để chuyển tiền cho tài khoản ảo tên Hùng với mục đích cùng nhau làm ăn kiếm lãi. Tuy nhiên, khi số tiền góp vốn lên đến 5 tỷ đồng, thì Tâm nhận được tin nhắn thông báo lô gỗ bị lực lượng chức năng của Lào làm khó, đề nghị chuyển thêm tiền để lo lót. Đỉnh điểm là cuối năm 2022, tài khoản ảo tên Hùng nhắn tin nói là đang ở Malaysia và đánh bạc thắng số tiền lớn tương đương 90 tỷ đồng. Muốn nhận tiền thắng cược thì phải nộp trước một khoản tiền thuế, đồng thời phải nhờ người lo lót cho hải quan và lực lượng chức năng của Malaysia, Campuchia. Tài khoản tên Hùng nhờ tâm cho mượn tiền để giải quyết công việc khi về đến Việt Nam sẽ hoàn trả tất cả các khoản tiền cho Tâm, đồng thời hứa hẹn sẽ cho Tâm một số tiền lớn. Phóng lao đành phải theo lao, Tâm tiếp tục tham ô ngân quỹ để chuyển theo đề nghị qua mạng với mong muốn lấy lại được toàn bộ số tiền đã góp vốn từ đầu. Chính vì thế, Lâm Thị Hồng Tâm càng ngày càng lún sâu vào con đường phạm tội. Lần theo dấu vết, kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy Tâm đã chuyển tổng cộng hơn 65 tỷ đồng một phần trong số tiền lấy từ tài khoản của trường đại học bách khoa đại học đà nẵng giao dịch đến hai tài khoản mang tên nkd tại ngân hàng agribank techcombank và một số tài khoản khác số tiền này tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian và cuối cùng được chuyển về tài khoản của phạm thị huỳnh như chính là người phụ nữ mà tâm đã quen và có vài lần gặp gỡ số tiền chiếm đoạt được từ tâm đối tượng như đã sử dụng để mua nhiều lô đất mua ô tô để đi lại và tiêu xài cá nhân với hành vi này, Phạm Thị Huỳnh Như đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan điều tra đã phong tỏa giao dịch, kê biên số tài sản trị giá trên 25 tỷ đồng của Phạm Thị Huỳnh Như và nhiều bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm, tiền trong tài khoản ngân hàng trị giá hàng chục tỷ đồng từ các bị can khác. Thiếu tá Nguyễn Kim Trung cho biết tổng số tài sản đã kê biên phong tỏa, tạm giữ lên tới hơn 100 tỷ đồng trên tổng số 136 tỷ đồng mà các bị can đã rút lõi từ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Điều khiến nhiều người bất ngờ trong vụ việc này đó là dù tham mô số tiền rất lớn, nhưng trước khi bị bắt, Lâm Thị Hồng Tâm không còn tài sản giá trị lớn và phải bán nhà, đi ở nhà thuê. Phần lớn số tiền do phạm tội mà có, Tâm đã bị lừa mất. Phần còn lại, Tâm đã tiêu xài hoặc làm ăn thua lỗ và chiếc ô tô mà người nhà đang sử dụng để chạy Grab, Tâm cũng cầm cố vài ngày trước khi bị bắt, lấy 400 triệu đồng chuyển khoản vào tài khoản lừa đảo do Phạm Thị Huỳnh Như dựng nên. Liên quan trực tiếp đến vụ việc này, không chỉ có 3 đối tượng bị bắt là Lâm Thị Hồng Tâm, Phạm Thị Huỳnh Như và Hoàng Quang Huy, ngay cả nguyên hiệu trưởng Đại học Bách khoa Đà Nẵng cũng bị bắt giữ. Cụ thể, ông Đoàn Quang Vinh, sinh năm 1962, nguyên hiệu trưởng Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã bị tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Vinh chính là vị hiệu trưởng đã ký các tấm xét trắng không có nội dung, từ đó Lâm Thị Hồng Tâm có thể rút lõi ngân quỹ Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Tham ô số tiền lớn, các đối tượng liệu có phải đối diện mức án cao nhất? Sau khi các đối tượng liên quan vụ tham mô chấn động tại Đại học Bách Khoa Đà Nẵng bị bắt giữ, dư luận xã hội vô cùng thắc mắc liệu những kẻ xem nhẹ pháp luật này sẽ bị xử lý với khung hình phạt nào? Trả lời vấn đề này, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can có thể phải đối mặt với hình phạt tù trung thân hoặc tử hình. Luật sư Cường cho hay, theo quy định của pháp luật, người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt số tiền mà mình có trách nhiệm quản lý từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý về tội tham ô tài sản. Trường hợp số tiền chiếm đoạt từ 1 tỷ đồng trở lên, hình phạt sẽ là 20 năm tù, tù trung thân hoặc tử hình. Trong vụ án này, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên tới cả trăm tỷ đồng nên hình phạt có thể là tù trung thân hoặc tử hình. Với kết quả xác minh về ông Đào Quang Vinh, vị hiệu trưởng này đã sai sót khi ký vào các tờ xét khống, không kiểm soát được khoản tiền rút ra và sử dụng như thế nào, dẫn đến việc các đối tượng chiếm đoạt tài sản. Luật sư giải thích, Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật, người chủ tài khoản của pháp nhân là quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày, liên quan đến vấn đề tài chính của pháp nhân. Bởi vậy, nếu có căn cứ cho thấy ông hiệu trưởng này vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây ra thiệt hại đến tài sản của nhà trường, hành vi này có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự, hình phạt có thể bị phạt tù từ 7 đến 12 năm trưởng văn phòng luật sư chính pháp nhận định qua vụ án này bên cạnh việc phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa để quản lý tốt hơn tài chính của các cơ quan tổ chức cần tăng cường cơ chế giám sát kiểm tra thanh tra đối với công tác tài chính để quản lý nguồn thu sử dụng tài chính đúng mục đích có hiệu quả đồng thời tăng cường bồi dưỡng đạo đức chuyên môn nghiệp vụ kịp thời phát hiện loại bỏ các cán bộ thiếu tu dưỡng đạo đức thoái hóa biến chất ra khỏi bộ máy Thưa quý vị, sau những vụ tham ô của công ty bị phanh phui, có thể thấy trong xã hội vẫn còn không ít những người bị đồng tiền che mờ mắt và cả lý trí. Tiền bạc đúng là rất quan trọng, nhưng chúng chỉ thực sự có giá trị nếu làm ăn chân chính, tuân thủ pháp luật. Đến đây, chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật khi có tin tức từ cơ quan điều tra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.